Xin chào các bạn Cái lúc mà thường làm video này thì các bạn thấy là Bitcoin đã đột phá qua 15.000 đô Lúc mà làm video này thì các bạn thấy được là BTC đã có mức là 15.248 Một cái sự tăng trưởng rất là cao Từ lúc mà chúng ta bắt đầu cái cuộc bỏ phiếu tại Hoa Kỳ Thì các bạn thấy được là từ lúc mà chúng ta bắt đầu bỏ phiếu tổng thống Thì cái sự tăng trưởng của Bitcoin là tăng trưởng một cách rất là đáng kể Ngày mà bắt đầu bỏ phiếu tổng thống của Hoa Kỳ là ngày 3 tây tháng 11 thì các bạn thấy được là chúng ta chỉ nhìn vào cái sự tăng trưởng từ ngày đó mà thôi thì để thường coi coi là từ ngày đó tới bây giờ sự tăng trưởng phần trăm là bao nhiêu thì các bạn thấy được là từ ngày 3 tây có nghĩa là cách đây thời gian chỉ có là 3 ngày thì từ ngày 3 tây các bạn thấy được là giá Bitcoin là khoảng 13.293 đã cao rồi lên tới cái mức hiện bây giờ là lên khoảng chừng là 15 phần trăm 15% trong dòng thời gian chỉ có 3 ngày mà thôi. Thì đây là một cái sự tăng trưởng rất là đáng kể của Bitcoin. Thì các bạn thấy được là không chỉ riêng là trong 3 ngày qua tăng trưởng mà trong thời gian qua tăng trưởng rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng của Bitcoin từ cuối tháng 9 cho tới bây giờ có nghĩa là cái lúc mà Bitcoin đi từ khoảng chừng 11 000 đô xuống mà muốn thử lại cái mức 10 000 đô đó. Chúng ta thử từ mức đó tới bây giờ thì các bạn thấy được là từ cái lúc đó là Bitcoin khoảng chừng là 10.100 đô khoảng chừng là ngày 23, 24 tới tháng 9 cho đến thời điểm bây giờ các bạn thấy được là Bitcoin đã có sự tăng trưởng là hơn 50%, hơn 50% và thời gian tăng trưởng này là rất là ngắn các bạn thấy được là từ cái lúc ngày 23 tháng 9 cho tới bây giờ thì cái thời gian mà Bitcoin tăng trưởng các bạn thấy được là chỉ có 43 ngày mà thôi, có nghĩa là không tới một tháng rưỡi mà Bitcoin đã tăng hơn 50%. Thì khi Bitcoin tăng trưởng mạnh như vậy thì đương nhiên rất nhiều bạn vui, thường cũng vui Nhưng mà một trong những điều mà tôi muốn nhắc nhở các bạn là khi mà chúng ta thấy Bitcoin tăng mạnh như vậy trong thời gian ngắn như vậy thì có nghĩa là Bitcoin không có nhiều cái dùng tích lũy Các bạn thấy được là Bitcoin đi từ 10.000 đô lên tới 11, phá 11 lên tới 12, rồi phá 12 lên tới 13, phá 13 lên tới 14, bây giờ là lên tới 15.256 đô. Thì các bạn thấy là trong lịch sử của Bitcoin thì Bitcoin ở mức này không có nhiều. Các bạn nhìn vào biểu đồ đến ngày đi thì các bạn sẽ thấy được là phần lớn giá của Bitcoin là không có giao dịch ở cái mức này. Cho nên các bạn thấy được là trước đây, những nay lúc mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin tăng mạnh uh, cái lúc năm 2017 thì thời gian đó Bitcoin cũng không có nhiều cái dùng hỗ trợ ở cái mức này. Cho nên chúng ta rất cần thiết có được nhiều hỗ trợ để chúng ta có cái sự tăng trưởng bền vững thì các bạn thấy được là năm 2017 chúng ta trở lại cái thời điểm mà tăng trưởng mạnh thì từ 10.000 đô lên tới 20.000 đô thời gian chỉ có là 18 ngày mà thôi. Cho nên ở cái thời điểm bây giờ tuy là gì mà rất là vui nhưng mà thường cũng muốn các bạn cần phải à, suy nghĩ tới là lúc nào chúng ta cũng có thể thấy được một cái sự điều chỉnh giá trở lại và đương nhiên đây cũng không phải là một cái điều gì các bạn cần phải quá hạn hoảng hốt. Tại vì khi mà bitcoin mà lên mạnh như vậy thì điều chỉnh là một điều rất là bình thường các bạn thấy được là ngay cái trong cái thời điểm mà tăng trưởng năm 2017 thì đã có nhiều lần chúng ta phải điều chỉnh xuống tới là 30 trăm 35 phần cũng nơi điều chúng ta đã từng thấy cho nên nếu như Bitcoin phải điều chỉnh lại cũng không có gì gọi là quá bất ngờ và Bitcoin ở thời cái điểm bây giờ các bạn thấy được là thời điểm này Bitcoin đã trên 10.000 đô liên tục 94 ngày coi như là hơn 3 tháng đây là cái thời điểm Bitcoin trên 10.000 đô lâu nhất trong lịch sử Bitcoin thì lại có nhiều người nói là có phải lần này là lần cuối cùng chúng ta thấy 10.000 đô hay là không và sẽ không bao giờ Bitcoin trở lại 10.000 đô nữa cũng như là một ngày nào đó Bitcoin rời khỏi 1.000 đô thì không trở lại để mà thử 1.000 đô từ thời điểm đó cho tới bây giờ thì có phải là chúng ta không thấy 10.000 đô nữa hay là không? Đương nhiên là không biết được. Thì nhiều bạn nhìn vào biểu đồ có thể nói là tại sao mà chúng ta nói là 94 ngày liên tục không dưới 10.000 đô trong khi mà các bạn thấy là có ít nhất là 4 ngày Bitcoin đã xuống dưới 10.000 đô. Đương nhiên trong cái ngày đó Bitcoin đã xuống dưới 10.000 đô nhưng mà ý thường nói là cái ngày mà chúng ta đóng lại thì cái giá đóng lại của ngày đó là trên 10 10.000 đô cho nên cho đến ngày hôm nay hơn 3 tháng qua chúng ta không thấy Bitcoin đóng là một ngày nào dưới 10.000 đô thì có thể đây đây là lần cuối cùng mà chúng ta thấy được 10.000 đô thôi hy vọng mà thường nói đúng lần này tại vì chúng ta đã nói rất nhiều lần nhưng mà lần nào thì Bitcoin cũng trở về 10.000 đô và Bitcoin có mức là 15.000 này thì nếu như muốn xuống dưới 10.000 đô thì Bitcoin phải đi xuống rất là mạnh cho mình thấy được là phải xuống ba mươi mấy phần trăm thì chúng ta mới thấy Bitcoin trở xuống và thử lại 10.000 đô có thể hay không? Đương nhiên có thể, nhưng mà cái cơ hội đó càng, càng thấp nếu như Bitcoin cứ tiếp tục tăng trưởng mạnh như vậy Và altcoin thì như thế nào? Các bạn thấy được là nhìn vào Bitcoin thì Bitcoin tăng trưởng mạnh Nhưng mà chúng ta so sánh giá cả của altcoin với lại Bitcoin Thì đương nhiên các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng mạnh và cái sự lợi nhuận bây giờ vẫn là nằm ở Bitcoin Có nghĩa là các bạn đầu tư vào altcoin trong thời gian gần qua thì các bạn thấy được là cái sự lợi nhuận của các bạn sẽ không bằng Bitcoin Bitcoin vẫn là cái đồng mà có sự lợi nhuận nhiều nhất chúng ta chuyển thành uh, đồng USD đi thì các bạn thấy được là ngày hôm nay so với đồng đô la thì thị trường crypto là một thị trường mà có sự phát triển rất là tốt. Các bạn sẽ thấy được là có rất là nhiều uh, những cái ô ngày hôm nay cũng là màu xanh nhưng mà khi mà so sánh với lại Bitcoin thì các bạn không thấy điều đó. Để thùng refresh trang coin 360 này lại để các bạn thấy rõ hơn. Thì trong cái lúc mà chờ đợi thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ là một cái tình hình rất là bất ổn về mặt chính trị. Một lát nữa thì nói thêm về cái tình hình bầu cử. Thì chúng ta trở về kho 360 thì các bạn thấy được là so với lại đồng đô la thì có rất là nhiều những cái altcoin là màu xanh ngày hôm nay. Nhưng mà so với lại bitcoin thì những cái altcoin này là màu đỏ tại vì bitcoin vẫn có cái sự phần trăm tăng trưởng mạnh so với lại altcoin trong thời gian đây. Thì chúng ta... Trước khi mà trở lại nói lại cái tình hình của bầu cử thì những bạn nào mà là một trader mà muốn tìm hiểu những sàn giao dịch, tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái chi tiết như là các bạn có thể tham gia sàn điên đơn để được nhận hỗ trợ hay là có tín hiệu trên miễn phí hay là các bạn tham gia vào những cái sàn để được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi tất cả những thông tin sẽ nằm ở phía dưới cái video này để các bạn tìm thấy những cái thông tin đó thì chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ là tình hình của thời điểm bầu cử thì các bạn thấy được là nhiều bạn hỏi thuận là làm sao để biết được cái tình hình mới nhất là ai là được bao nhiêu phiếu thì các bạn có thể lên trên Google và các bạn tìm kiếm là election current result các bạn có thể thấy được đây là cái biểu đồ mà sẽ cho các bạn biết được là ai đang có bao nhiêu phiếu thì cho đến bây giờ cũng không khác gì ngày hôm qua khi mình chia sẻ video thì bây giờ thì ứng cử viên Joe Biden của phó tổng thống thì cũng được là 264 phiếu đại cử tri trong khi mà tổng thống Donald Trump bây giờ chỉ có 214 phiếu đại cử tri mà thôi và ai tới 270 phiếu trước thì người đó sẽ trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ thì bây giờ mọi người đều chú tâm đến một cái tiểu bang ngày hôm nay đó chính là tiểu bang Nevada Tiểu bang Nevada này là cái nơi mà có thành phố Las Vegas mà nhiều bạn biết tới Thì Nevada này có tổng cộng là 6 phiếu đại cử tri Thì 6 phiếu này nếu như mà thuộc về Joe Biden thì Joe Biden sẽ đủ 270 phiếu và tính theo cái số phiếu sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. đương nhiên à, các bạn có đã biết là bây giờ có rất là nhiều những cái thông tin được chia sẻ là cần phải đếm phiếu lại ở một số nơi hay là tổng thống Donald Trump sẽ xảy ra những cái cuộc kiện tụng là có gian lận trong cuộc bầu cử này những điều đó chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa nhưng mà chỉ tính số phiếu thì Nevada là nơi quan trọng nhất và bây giờ Nevada là đang ngã về phía của Joe Biden là 49,3% so với Donald Trump là 48,7%. Trong khi những tiểu bang khác như là Pennsylvania, North Carolina, Georgia, uh, Alaska thì sẽ hướng về tổng thống Donald Trump nhưng mà cộng hết những tiểu bang này lại cũng không có đủ để tổng thống Donald Trump chiếm được 270 phiếu đây là điều rất quan trọng thì Câu hỏi kế tiếp là khi nào chúng ta mới biết được kết quả của Nevada? Trước khi chúng ta nói về cái vấn đề đó, nhiều bạn thì nói thường là không có tin tưởng những cái trang web này. Thì các bạn có thể lên trực tiếp trang web foxnews.com để xem cái thông tin của bầu cử. Thì đây là trang web nghiêng về phía của đảng cộng hòa có nghĩa là nghiêng về phía của tổng thống donald trump thì các bạn thấy được là trong web này cũng có con số tương tự 264 và 214. thì những bạn nào mà đã theo dõi thuận khắp với đồ chuyên xã soi thì cũng đã biết là thường đăng cái thông tin liên quan đến nevada thì tiểu bang nevada sẽ đưa ra cái thông báo sáng ngày hôm nay một cái thông báo liên quan tới đếm phiếu thì cái thông báo này sẽ nói gì thông báo này chúng ta hy vọng là sẽ có kết quả là đếm phiếu xong rồi và cái phiếu đó sẽ thuộc về ai thì các bạn thấy được là thông báo của tiểu bang Nevada nói là ngày mai 9 giờ sáng giờ Cali có nghĩa là ngày hôm nay nè có nghĩa là còn khoảng chừng nửa tiếng nữa thì sẽ có một thông báo đến từ Nevada coi coi là cái phiếu của Nevada thuộc về ai bây giờ mọi người đều trông chờ cái thông tin này 9 giờ sáng giờ Cali có nghĩa là 12 giờ đêm cái lúc các bạn xem video có thể là đã qua cái thời điểm đó các bạn nhớ theo dõi thuần capital trên những mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Telegram bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái thông tin à, để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất thì chúng ta trở lại các bạn thấy được là tình hình của bầu cử thì có thể dẫn đến trì hoãn tại vì sẽ xảy ra những cái chuyện như là điểm phiếu lại hay là kiện tụng có thể là trì hoãn vài tuần thậm chí người nói là một tháng hay là hơn một tháng có thể chúng ta không biết rõ được là ai sẽ thắng cái kết quả bầu cử sẽ không được công nhận sẽ không được chính thức cho đến khi nào mà những cái chuyện bầu cử đó được xong hay là cái cuộc đếm phiếu đã đếm trở lại và đã đếm xong cho nên các bạn thấy được là trong thời gian này là một thời gian mà có thể nói là rất là bất ổn um, về cái mặt chính trị và có thể dẫn đến những cái chuyện đáng tiếc như là bạo động biểu tình vân vân nhưng mà về cái phương diện đầu tư thì nhiều người nói là bitcoin tăng trưởng mạnh tại vì mọi người bây giờ đang lo lắng về bầu cử có thể dẫn đến cái sự trì hoãn cho nên mọi người muốn tìm nơi an toàn cho nên mới nhảy vào để mà mua bitcoin hay là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thị trường tài chính nói chung thì hôm nay các bạn thấy được là vàng cũng có sự tăng trưởng nhưng mà không phải đâu các bạn các bạn nhìn vào chứng khoán đi chứng khoán đã tăng trưởng hai ba ngày liên tục trước ngày bầu cử ngày bầu cử và các bạn thấy được là đây là hai ngày sau bầu cử chứng khoán vẫn tiếp tục tăng mà tăng rất là mạnh chỉ số Dow Jones tăng hơn 500 điểm tăng 2,09% S&P 500 tăng 2,17% và Nasdaq tăng 2,47% trên các bạn thấy được là thị chứng khoán vẫn đang tăng trưởng rất là mạnh chứ không chỉ riêng là thị trường vàng hay là thị trường crypto thì tại sao là như vậy tại sao mà chúng ta thấy được là tình hình bầu cử có thể là bị trì hoãn mà chứng khoán lại tăng trưởng không phải đây là một cái thông tin rất là xấu hay là sao như là thường đã từng chia sẻ nhưng mà các bạn thấy được là tình hình bây giờ đã khác cách đây vài ngày tại vì chúng ta đã rõ ràng hơn là khi mà nhìn vào tình hình của thượng viện và hạ viện có nghĩa là tình hình quốc hội thì các bạn thấy được là tình hình quốc hội bây giờ như thế nào thì ở thượng viện bây giờ chẩn đoán là đảng Cộng Hòa vẫn sẽ tiếp tục có quyền kiểm soát Thượng viện. Các bạn thấy được là bây giờ là số phiếu là 48 và 48. 48 ghế cho đảng Dân Chủ, 48 ghế cho đảng Cộng Hòa. Tổng cộng ở Thượng viện là có 100 ghế cho các nghị sĩ. Nhưng mà bây giờ chuẩn đoán thì cái phần thắng sẽ thuộc về đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục quản lý Thượng viện. Còn đảng Dân Chủ thì bây giờ các bạn thấy được là vẫn tiếp tục kiểm soát Hạ viện. Cho nên về cái phương diện đầu tư thì nhiều nhà đầu tư cũng có cái sự chuẩn bị là nếu như mà joe biden thực sự trở thành tổng thống kế tiếp thì những cái chiến lược liên quan tới thuế có thể là không thực hành được nếu như muốn tăng thuế thì phải thông qua thượng viện và có thể là sẽ không qua được tại vì bây giờ là đảng cộng hòa đang nắm thượng viện hạ viện có thể thông qua được nhưng mà thượng viện có thể là không cho nên nhiều đầu tư cũng bớt lo lắng hơn nếu như mà tổng thống donald trump tái đắc cử thì mình thấy được tình hình cũng giống như trước đây các bạn thấy được tổng thống là đảng cộng hòa thượng viện đảng cộng hòa nhưng mà hạ viện vẫn là quyền kiểm soát của đảng dân chủ cho nên cũng như trước đây đây là một trong những điều mà thường đã chia sẻ ngày hôm qua đó là lý do tại sao mà chứng khoán tăng tại vì bây giờ mọi người đã an tâm hơn một phần và các bạn nhìn vào tình hình bây giờ thì nhiều người cho là mặc dù là Joe Biden hay là Donald Trump trên tổng thống kế tiếp Thì cái cơ hội có được một gói hỗ trợ vẫn còn rất là cao Thậm chí nhiều người cho là nếu như mà Joe Biden trở thành tổng thống kế tiếp Thì cái cơ hội, cái số tiền gói hỗ trợ sẽ còn nhiều hơn là những gì chúng ta mới vừa được nghe nói tới Trong thời gian gần đây là 2.000 tỷ đô la thì con số đó có thể là cao hơn rất là nhiều Và đương nhiên một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu là với tình hình bây giờ thì tất cả đều bị trì hoãn sẽ không có một cái cuộc đàm phán của hội trợ nào hết cho đến khi mà chúng ta biết được chắc chắn là ai là tổng thống kế tiếp và cái kết quả được công nhận đây là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về các phương diện đầu tư thì đây là những cái thông tin mới nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn sáng ngày hôm nay về tình hình thị trường tình hình của bitcoin uh, tình hình của bầu cử và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và các bạn nhớ nhấn vào cái nút like để hỗ trợ kênh này tiếp tục phát triển và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn